Em xin được gửi lời chào toàn thể mọi người. Em lên ít đồ đây thì giới thiệu mọi người. Để đặt hàng thì xin mọi người liên hệ với em qua số điện thoại là 0388 480 747. Giá của mặt hàng này chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Về hình thức thanh toán thì có hai hình thức, nhất là chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn hình thức trả tiền sau nhận hàng với trả tiền ấy, gọi là ship code thì em sẽ không bao ship. Và em cũng xin được nói thêm là đây, những cái mặt hàng búa nặng này, ví dụ như mấy cây này ký 6 cái này, thì phí ship code nó cao, thì em sẽ hỗ trợ thêm cái phí vận chuyển. Tối đa phí vận chuyển cho một đơn hàng sẽ là 30.000 đó. Ví dụ còn những phần lớn hơn thì em sẽ bù vào để cho mọi người được bớt cái phần chi phí đó đi. Tối đa cho một đơn hàng phí vận chuyển là phí ship code là 30.000 ạ. Và thôi em xin được xin vào chi tiết luôn. Thế là số 1. Cái kìm bổ quả Lotter 250. Bên đây thì răng nó cũng không còn được đẹp lắm. Đây. Không còn được đẹp nữa. Này cái thước nó là 25 phân. Giá này cho em để giá 120 ạ. Đang nó xấu quá. Giá là 100. Giá số 1 là 120.000. Qua số 2. Đây, IR ra 3. Cái này cũng size 250 ạ. Này thì còn ra còn rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Bỏ ra đây. Này xe 250, 250. Giá số 2 là 150.000 ạ. Đi số 3, cây này xe 300, tốt, HP 300 ạ. Dạ vâng rồi. Này vỏ rất chắc chắn, không sọc sạch như thước nó được đấy, đo hết nó được 31 phân, 31 phân rồi đấy. Đang ạ. Đang nó cũng còn ở mức khá. Đó. Cái này nó có 7 rãnh. Có 7 rãnh.
như đấy cuối cùng miệng để đây đó nó được 5 phần. Rồi, cây số 3 là giá 240 ạ. Cây số 5 là hai cây cà lê đầu vòng. Nên vòng hai đầu. 26 27 23 với 24 là cây, một cây là 23 26, cây 24 27 của KTC. KTC dấu vít đây. Vần vòng đó. Đường nét vẫn còn sắc nét. Đây. Rồi, còn sắc nét. À, hai cây số 4 này bán giá là 220. 5 là gồm hai cây đuôi chuột. Cây nhỏ là MCC, cây lớn là của tốp. Nhỏ là số 10 với lại số 12. Cây lớn số 14 với số 17. Rất là đẹp. Đây, cái này nhìn rõ cái này. Rồi, còn nét lắm. Đây. Rồi, cái số này số 10, 12, 14 và 17. Hai cái này giá 200. Số 5 giá 200. Số này, cây này cây 17, 19 và CC. Cây này 19. Rất là sắc nét luôn. Rồi, cây số 6 bán giá 140. Hai cây này lại quên chưa ta. Đây. Hiểu. Rồi, đây đây. Rồi, đã chèo. Ok. Rồi, cây số 7. Cây số 7, cây này còn mới tinh luôn. Tem mát mà. Còn tốt. 21 với 19 ấy. 19, 21. Đây da vàng đây. Đây da vàng. Đây phần này còn mới. Người ta còn mới tinh. Chưa sử dụng. Đây này thì cái đầu nó ngắn. Nó sát vào đây luôn.
Ờ, cái này nó dài được 18 ly đấy. Này, số 7 giá là 150. Số 8 cái này của MCC. Này thì nó có một đầu thôi. Này 32. Chạy khủng luôn. À, mình ha. Này đây nó dài là 39 phân. Rồi. Cái này nó nặng là được 1,1 kg. Cái này 1,1 kg. À, còn phần trong này. Đó, rất là đẹp. Này thì nó chỉ có một đầu thôi, đầu bên này không. Một đầu số 32. Rồi, chiều. Rồi, cái giá số 8 là giá là 240. Chín ở cây bua bi. Đây, da vàng này. Cái này size là 1/2. Này cả cán là nó nặng là 800 gram ạ. Còn rất là đẹp. Đó, đầu bi còn đều. Không bị mót tí nào hết. À, này tặng 800 gram, chín là giá 200. Này kích thước nó dài cả nó dài được 35. Giá là 200. Mười gồm hai cây UV này. OH cả. Hai cây này thì nó hơi bị xấu rồi. Mặt nó cái này. Cái này cây nhỏ ở đây thì mọi người xem nó được kỹ. Form thì còn vẫn còn chuẩn nhưng mà bị rỗ mặt. Đầu bi vẫn còn tròn. Đó, đây mặt này nó rỗ nhiều hơn. Cái lớn này. OH. Này size 1/2, còn cây nhỏ này size là 1. Rồi, cây này, cây lớn này thì cái mép bên này nó hơi bị sệ rồi. Đó, đây để mọi người nhìn. À, hơi bị sệ một ít. Nó sẽ mất chỗ này. Rồi, hai cây này là giá 150, 250. Giờ mà anh em chú bác là tận dụng được cây này, chấp nhận được với giá này thì ủng hộ. Rồi, đây. Cây nhỏ cán nó dài được còn được 29 phân, 28 phân rưỡi. Cây lớn nó dài 35 phân.
Cán ấy vẫn còn chắc chắn. Rồi, số 10 giá là 250. Số 11 gồm một cây búa nhổ đinh và cây búa gò. Đây phần cán chưa? Cán thì còn đẹp. Phần đây trước họ dán bằng keo nó còn mới hơn, nó là sáng hơn chỗ khác. Đó. Cây búa đinh là nặng 400 g, còn cây búa gò nặng là 420 g. Đầu trâu đây các mặt này, cháu mọc của này, cái bố đinh nhà mặt lưới và cà rồ. Đây có xích một tí. Phần lưỡi nhà đinh rất đẹp. Cái búa nhà đinh nó dài được 29 phân ạ. Cái búa rộng gò nó dài 33, gần 33. Trọng lượng nó đây 400 g với lại 420 g, 11 giá là 270. Cán thì là rất là đẹp luôn. Số 12. Đêm nó kiểu này, kiểu chữ H. Đây dấu đây, đây đầu búa nặng 1,1 kg, 1,1. Hai mặt này chưa thấy vết đóng nào hết, chưa có dấu nào hết. Thì đây cả cán nó nặng được 1,1 kg, 1,120 g, chắc cái đầu nó cũng chưa được 1,1 kg. Cả cán nó nặng. Rồi, đây cả cán nó dài 29 phân. Rồi, số 12 là giá là 230. Số 13 cây búa bát giác ở đầu trâu, đầu 1,1. Các bạn cái này thì phần cán nó hơi xấu, nhưng mà cái này là bán chỉ có bán cái đầu búa thôi, còn phần cán để đây tận dụng được thì vẫn còn chắc chắn lắm, nó hơi xấu. Về có thay cán thì hay không thì vẫn tận dụng làm được, vẫn làm tốt. Đây là giá cái đầu búa không ạ. 13 là nó nặng, cái
Cái này em cân cả cán này nó nặng là 1 kg 240 g ạ. À, cán thì vẫn còn chắc chắn, còn hơi bị xấu tí thôi. À, giá nó là 190 ạ. Vâng. 14 này. 14 của Z. IET. Đầu búa là 1.5 cái 1.5 cái nô gam ạ. 1,5 cân. Cắt đầu. Này, này. Rất là đẹp. Mặt này mặt phẳng luôn ạ. Rất đẹp luôn. Cán này cả cán nó nặng là 1,6 kg. Cái dài cả cán nó 29,5 cân. Cái này đầu nó cao được 12 phân, gần 12 phân. 12 phân. Người ta không cầm hai tay à. À, giá của nó là 280 ạ. À, em xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.